Em chào cô, mình chào các bạn. Em tên là Nguyễn Phú Thành. Ờ, Em học lớp 7A8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Ờ, Sau đây em xin thuyết trình bài bài dự án của em mang tên là Chạy Trốn Khỏi Cảnh Sát. Trong bài này có 7 nhân vật, có 5 nhân vật cảnh sát và 2 nhân vật tên trộm. Thì trò chơi này sử dụng 2 người chơi là 2 tên trộm. Ngoài ra năm nhân vật cảnh sát cũng sẽ di chuyển từ trên xuống dưới để lần lượt bắt tên trộm, và còn một thứ khác là túi tiền. Thì khi ăn túi tiền này sẽ được cộng 5 điểm. Khi cảnh sát di chuyển xuống dưới thì cũng sẽ được cộng 1 điểm. Và khi trò chơi bắt đầu có 5 mạng, thứ nhất 5 mạng sẽ hiển thị game over. Còn nếu như thua có thể chơi lại với phím cách. Tiền ấn phím cách là tất cả sẽ khôi phục về vị trí ban đầu, mạng và điểm cũng như thế. Bài thuyết trình của em đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em chia sẻ thêm về những phần ví dụ như là em chia sẻ về phần code của em làm thế nào để em có thể thứ nhất là có một cái cô thấy nó khá là đặc biệt là phần em để chữ, đúng không? Nó nói lên cái phần cách chơi ấy. Thì em đã làm như thế nào? Và em chia sẻ thêm là trong bài này em tâm đắc nhất là cái gì? Có khó khăn gì không? Và em cũng muốn phát triển thêm cái gì nữa? Các biến khởi chạy em đã sử dụng 3 biến là biến chỉ số, biến mạng và biến điểm. Thì sau khi khởi tạo xong, ở phía dưới em ở phần vẽ cửa sổ em đã vẽ cửa sổ, em đã vẽ các chữ này nên circle là điểm, còn biến mạng là số mạng của các nhân vật tên trộm. Đây là cách chơi của dự án này. Làm bài thì em có gặp khó khăn gì không ạ, Phú Thành? Với cô làm bài em có gặp một số khó khăn về việc tạo ra biến khoảng cách, thì nó khá là dài dòng và mất thời gian nhiều khi lỗi. Em lỗi phần khoảng cách đúng không? Bài này thì cô thấy Phú Thành đã xây dựng ý tưởng được từ rất là lâu, rất là sớm rồi. Và em cũng sửa đi sửa lại rất là nhiều, cũng rất là kỳ công. Rồi, đặc biệt là cái phần trong quá trình mà mình làm thì cũng gặp khó khăn khá là nhiều đúng không ạ? Rồi, cô thấy em nói khá là tốt đấy chứ. Nói khá là tốt đấy chứ không phải là không đâu. Rồi, thế em cũng muốn chia sẻ về một phần nào, về một phần code nào mà em thấy là bản thân em đã phải xoay sở với nó khá là nhiều không? Em có thể nói cho các bạn, ví dụ như là đấy, em nói đi. Như cô là em thấy cái đoạn mà em muốn xoay sở nhiều nhất chắc là cái phần là khi chiến thắng và khi thua. Khi chiến thắng và khi thua. Rồi. Phần đấy cô thấy khá là nhiều bạn ở trong lớp cũng đang chưa hoàn thiện được. Em có thể thử bôi đen cái phần đó để cho các bạn xem không? Được. Đấy. Có một cái mà cô thấy Phú Thành làm, cô rất thích xem code của Phú Thành ấy, bởi vì bạn ấy chú thích rất là đầy đủ, và nó rất là rõ ràng chi tiết. Đấy. Bản thân bạn ấy có thể xem lại nó dễ hiểu hơn, và kể cả những người kiểm tra như cô xem cô cũng dễ dàng tìm kiếm những cái phần mà cô cần kiểm tra hơn. Nó xảy ra là x gì nhá, xảy ra là x gì nhá, không phải là s đâu ạ. Điều chỉnh lại cho cô đi. Rồi, bây giờ cô mời một số bạn ở trong lớp của mình xét bài cho bạn Phú Thành nào. Cô mời Hoàng Minh đi. Lần này thì nên có ý kiến Hoàng Minh nha. Alo. Hoàng Minh cho cô nhận xét về bài của bạn Phú Thành nào. Em thấy bài của Phú Thành như nào? Về phần ý tưởng dự án ra làm sao? Alo Hoàng Minh ơi, Hoàng Minh chưa mở mic à? Gì đấy? Sao lại mic lại có vấn đề? Có thế những buổi trước rất thú vị ở bài. Phần nói của em bạn rất là trôi chảy. Này buổi sau mà thuyết trình là phải thêm một thiết bị khác cho cô để nói được nhá, chứ không phải nói là mic của em có vấn đề đâu. Mic của em có vấn đề là cô gọi điện lại cho bố mẹ, cho phụ huynh em luôn đấy. Không phải là mic có vấn đề để không nhận xét bài đâu nha. Một buổi sau là buổi thuyết trình này càng quan trọng, đúng chưa? Điều chỉnh lại ngay cho cô phần thiết bị đấy. Nào thế bây giờ cô mời bạn khác ạ. Cô mời ở đây có bạn nào chưa nói? Đi đâu đi đâu? Đức Kiên nào, Đức Kiên nhận xét bài cho bạn Phú Thành ạ. Bạn có phần sáng tạo, bạn nói trôi chảy. Rồi, nói trôi chảy. Bài thú vị. Bài thú vị, sáng tạo. Rồi. Còn gì, có gì muốn hỏi bạn hay là có gì muốn góp ý cho bạn không? Dạ em nghĩ chắc không. Không à? Bạn hơi ít góp ý đúng không? Rồi, Phú Thành cứ nói là Phú Thành chưa chuẩn bị, nhưng mà cô thấy Phú Thành nói khá là tốt đấy chứ. Nhất là trôi chảy. Đúng rồi, có một số nội dung thì đúng là có thể là em chưa chuẩn bị thì có một số nội dung thì cô hỏi thì em bổ sung rất là tốt. Đúng không ạ? Nói rất là chi tiết. Bài của em thì cũng được cô nêu ra một trong số những cái bài rất là hay ở trong lớp rồi. Và em có sự đầu tư cũng như là chúng ta làm khá là lâu rồi, đúng không? Chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại, bài ngày càng hoàn thiện. Rồi, và với cái phần thuyết trình này của mình thì hy vọng rằng với những buổi sau cũng giống như là các bạn trước đó thuyết trình ấy, thì cô cũng đã nhận xét góp ý. Thì cô nghĩ là Phú Thành cũng có nghe. Với những cái phần ví dụ như là trôi chảy rồi thì mình nói chi tiết hơn ở những cái câu mà cô hỏi em ấy, thì để cho cái bài này của mình nó hay hơn. Nói rõ hơn về những cái điều đặc biệt trong bài của em, nó sẽ giúp cho cái phần bài thuyết trình của em nó sẽ hay hơn nhá. Còn những cái phần mà bài của em đang làm ấy thì cô cũng không biết là nó có vấn đề gì với bài không, nhưng cô thấy bài nó khá là hay, đúng không ạ? Kể cả phần win hay là phần game over cũng là một cái phần mà cô nghĩ là các bạn khác. Ra bà mực. Anh làm gì kìa? Rồi anh đá bóng rồi. Rồi. Rồi với cái phần ví dụ như phần game over ấy, phần win của Phú Thành cũng là một phần mà các bạn có thể xem và để học thêm, đúng không ạ? Tôi thấy là những cái mà em có thể chia sẻ những cái phần đấy để cho các bạn khác có thể cùng học hỏi và tập trung vào phần đấy nhiều hơn. Đấy. Rồi, đấy là cô nhận xét bài cho bạn Phú Thành.